Đây là giờ anh đi tốt nhất. Và ngày hôm nay chính là cái giây phút tốt nhất để làm em quay. Thật sự tuyệt vời nhất. Thật sự đây là giây phút tuyệt vời nhất. Khai sự từ 10 năm. Bắt đầu 10 năm này. Khoai sự được thành trưởng. Tăng trưởng một cách rất là nhanh chóng. Tức là 10 năm đầu tăng trưởng rất là nhanh chóng nhưng mà có nhiều người họ đã làm sai. Cho nên khiến cho chúng ta có một cái dấu hiệu như là bị bong bóng nổi vậy. Và chúng ta đã gặp thử thách. Và có một số người họ đã mất đi niềm tin với Amway. Và họ đã từ bỏ. Thậm chí họ đã đi làm những cái đa cấp khác. Và tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối, nuối với những người này. Amway là một cái công ty tốt nhất, không làm mà lại đi làm một cái công ty khác. Rất may các bạn ở tại đây không bị ảnh hưởng. Các bạn là những người thông minh, là những người có trí tuệ. Và thật sự tôi đã kinh doanh em quay bắt đầu từ Malaysia. Ban đầu tôi cũng không hiểu. Và tốc độ tôi làm rất nhanh. 20 mấy tháng đã lên Diamond. Và sau khi tôi lên Diamond rồi, lúc này tôi mới phát hiện thì ra ngoài Amway còn có những công ty đa cấp khác. Ban đầu thì tôi không biết. Và tôi chỉ biết cặm cụi mà làm. Nhưng mà đột nhiên có rất là nhiều nhà phân phối tuyến dưới tới để mà phàn nàn với tôi. Nói rằng tuyến dưới của họ đã bị những người công ty khác giật đi. Làm đa cấp khác rồi. Và tuyến dưới của tôi nói với tôi rằng: Thầy Phu ơi, thầy phải giúp tôi. Những công ty này sao mà họ siêu ghê. Chuyên giật đó chính là người Amway. Và họ đều nói một cái câu rằng chúng tôi cũng y chang như Amway. Hoặc là chúng tôi tốt hơn cả Amway. Sản phẩm của chúng tôi rẻ tiền hơn. Và chúng tôi dễ dàng đạt được thành tích 21%. À, tiền thưởng của chúng tôi nhiều hơn. Và rất là nhiều tuyến dưới của tôi khi gặp những cái câu hỏi này họ không biết cách trả lời. Và tới tìm tôi. Mr. Phu, thầy là Diamond. Thầy Phu ơi, thầy là Diamond. Thầy nên gặp các công ty yêu cầu những cái thông tin của các công ty đa cấp khác. Và thầy nên yêu cầu với công ty Amway hãy tìm hiểu về những cái công ty đa cấp này. Và nghiên cứu coi bên những cái công ty đa cấp này có những khuyết điểm gì. Bởi vì hiện tại họ đang không ngừng công kích chúng ta. Chúng ta phải phản kích lại. Chúng ta phải vực ngã họ. Và lúc đó rất là nhiều tuyến dưới của tôi đều cực kỳ khẩn trương. Và tôi bắt đầu nghiên cứu những cái công ty đa cấp khác. Và công ty đó họ khoe rằng sản phẩm của họ rẻ tiền hơn, rất tiền thưởng lại nhiều hơn, là dễ đạt thành tích hơn. Nếu như vậy có phải tôi nên chuyển công ty khác đúng không nào? Có một công ty tốt như vậy à? Sản phẩm lại rẻ tiền hơn so với Amway. Lại chất lượng hơn Amway. Kiếm tiền lại nhiều hơn Amway. Chẳng lẽ bên ngoài lại có một việc tốt như vậy à? Và tôi bắt đầu nghiên cứu và nghiên cứu về công ty đó. Và tôi làm việc là có một phương châm như vậy. Không làm thì thôi. Một khi tôi đã quyết định làm thì tôi nhất định phải nghiên cứu triệt để. Và khi tôi nghiên cứu được cái tức là cái điểm tốt của họ, lợi hại của họ. Và cũng phát hiện được cái khuyết điểm của họ. Lúc đó tôi đã tìm ra cái khuyết điểm và ưu điểm rồi. Và tôi chuẩn bị phản kích. Họ đã sụp đổ.
thật sự công ty đa cấp rất nhiều. Và Airway dĩ nhiên không phải là một công ty đa cấp duy nhất. Và vẫn sẽ còn rất là nhiều công ty đa cấp khác. Nhưng ở đây tôi chỉ được lựa chọn là một công ty. Và tôi cảm nhận rằng Airway là tuyệt vời nhất. Có lẽ cũng sẽ có công ty tốt thứ hai hoặc thứ ba. Và cũng có công ty tốt y chang như Airway. Nhưng một công ty tốt hơn Airway. Và vài chục năm nay tôi đã nghe trên cả ngàn công ty họ đều nói một câu rằng đó chính là chúng tôi tốt hơn so với Airway. Nhưng mà vẫn chưa thấy được thành tích của họ là tốt hơn Airway. Sau này nữa, các công ty đa cấp và sau đó những cái công ty đa cấp này họ bắt đầu là từng căn là nổi dậy. Tôi không biết ở Việt Nam đang có bao nhiêu công ty đa cấp. Nhưng ở tại Malaysia ít nhất là 1.000. Malaysia chỉ là một quốc gia nhỏ. Là đã có trên 1.000 công ty đa cấp. Và hiện tại đại đa số đều đã biến mất. Và trong đó cũng đã có nhiều nhà phân phối bị họ dụ dỗ và gời bỏ. Và ở đây nha, điều kỳ lạ không phải là nhà phân phối bình thường họ từ bỏ. Thậm chí trong đó có người là Emerald. Và trong đó còn có một EDC. Và thời điểm lúc đó tại Malaysia chỉ có tầm 3 đến 4 EDC. Và tôi là một trong những nhà lãnh đạo EDC đó. Và thời điểm lúc đó EDC là cấp bậc cao nhất. Và ở tại Malaysia chỉ có là 4 người. Và tôi không biết vấn đề xảy ra tại đâu. Đã làm tới EDC mà họ lại từ bỏ Airway và đi tham gia vào một công ty đa cấp khác. Và lúc đó nhiều người rất là khẩn trương. Một nhà lãnh đạo tốt nhất, thành công nhất trong Airway mà lại đi làm đa cấp khác. Nhưng mà cái người này, tôi có thể thật thà nói với bạn, sau này cực kỳ hối tiếc, thật sự rất hối tiếc. Ngày hôm nay nếu như người đó vẫn ở lại Airway, dù họ không phải là Double Diamond cũng sẽ là Triple Diamond. Và bạn biết không ạ? Andy Airway là một công ty rất là tuyệt vời. Và khi người EDC này lựa chọn bỏ Airway, và lúc đó Airway không hề từ bỏ họ. Và Airway chỉ nói một câu, nếu như bạn lựa chọn đa cấp khác, thì bạn hãy bán lại cái mã số cũng như hệ thống của bạn cho những người tin tưởng vào cái kinh doanh này. Và bạn biết không ạ? Cái người mà đã mua cái mã số đó, trong Airway có một cái luật, chỉ có tuyến trên hoặc tuyến dưới mới có thể mua được cái mã số này. Nếu không thì tôi đã mua rồi. Và người tuyến trên không có mua. Và kết quả là cái người tuyến dưới đã mua. Và ngày hôm nay người tuyến dưới đó đã từ cái mã số EDC đó trở thành Cloud Ambassador. Còn cái người này ngày hôm nay không còn là gì cả.
tham gia nhà sư giao công sư tốt mô tờ lì hại. Và họ cứ nghĩ rằng công ty đa cấp mà họ lựa chọn là một công ty tuyệt vời như thế nào. Chí sư thà hẳn lì hại. À, và đây là một người nhân tài nha các anh chị. Nhưng mà công ty họ lựa chọn lại là một công ty không có tốt. Và họ phát hiện nó rất là chán. Và sau đó họ mới phát hiện đây là một công ty tồi tệ như vậy. Và chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Lại tiếp tục tìm một đa cấp khác mà tham gia. Và kết quả lại lựa chọn sai lần thứ hai. Và thật sự họ khó để mà tìm được một công ty đa cấp tốt hơn Amway. Và họ từ công ty này chuyển qua công ty khác rồi tới công ty nọ. Và các chị hãy tưởng tượng cứ tới một công ty mới, cái việc đầu tiên họ phải làm đó chính là phê bình công ty cũ của họ. Và một khoảng thời gian sau, cái tín dụng của mình sẽ bị phá sản. Và không còn ai tin tưởng nữa. Và ngày hôm nay người này có thể nói là rất là thất bại. Và không những ở tại Malaysia. Tôi làm em quay bên Đài Loan. Và thời điểm lúc đó tại Đài Loan đã từng xảy ra một việc có thể nói là kinh động toàn thế giới. Và chúng tôi kêu đó là cái thời kỳ bão đa cấp. Và các bạn ở đây chưa từng trải qua cái thời kỳ bão đa cấp. Và khi tôi làm em quay bên Đài Loan, bởi vì thời gian của tôi sẽ chia ra ở bên Đài Loan và Malaysia. Và lúc đó nhiều tuyến dưới của tôi gặp thử thách. Nhưng mà tôi lại không biết. Bởi vì tôi là một người rất tích cực, rất lạc quan. Và tôi luôn tin tưởng vào một điều, tất cả mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Và tuyến dưới của tôi thường xuyên oán trách rằng cái thị trường này khó bán hàng lắm, khó bảo trợ lắm. Anh đi được xíu xăng hình thang. Và cái hình tượng của em quay không tốt ở tại Đài Loan. Hình tôi lần bị phiền đó. Và nhiều người đã bị lừa gạt. Hình tôi lần bị yêu chú mày hình tôi sản phẩm. Và nhiều người đã bị bếp, tức là ép buộc đi mua rất là nhiều sản phẩm. Hình tôi chén. Đầu tư nhiều tiền. Cái sản phẩm mai không chứng chi. Và kết quả sản phẩm lại không bán ra. Và họ bị phá sản. Vì anh đi xíu xăng không hào. Nên hình tượng của em quay không tốt. Hình ảnh chua. Khó làm. Và mỗi một lần tôi nghe những câu này tôi chỉ biết mỉm cười. Tôi nói rằng Đài Loan lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người phê bình. Và trong đó vẫn sẽ có nhiều người chưa biết tới Amway. Và mỗi một lần tôi đều an ủi tới phía dưới của tôi. Và kết quả có một lần, và có vài nhà lãnh đạo tuyến dưới đã tới nhà tôi. Thầy Phu ơi, nhất định phải gặp chúng tôi. Và tôi nói tốt. Và họ bắt đầu ngồi tại đó và phàn nàn. Họ nói chúng tôi là những người rất yêu em quay, rất nỗ lực. Nhưng mà thầy cô ơi, ông luôn đứng ở cái pin cao và ông không bao giờ biết được cái cuộc sống người dân thường nó đau khổ như thế nào. Mỗi một ngày chúng tôi đều gặp rất nhiều thử thách. Đài Loan là một thị trường rất khó làm, không có thể bán hàng được. Ở trong đây toàn bán phá giá. Mà sản phẩm không thể nào tung ra thị trường. Không bảo trợ được người. Dù bảo trợ được người thì người này cũng không làm em quay. Và ban đầu tôi cũng không coi đó là một vấn đề. Nhưng mà nói một hồi bắt đầu nhà phân phối đó khóc. Và bắt đầu một người khóc, sau đó người kế tiếp. Mà cái khóc này không phải là giả tạo, mà là bởi vì họ đã thực sự bị tổn thương.
Và lúc này tôi bắt đầu khẩn trương lên. Chẳng lẽ lại có những cái khó khăn như vậy sao? Và sau đó tôi đã viết một bức thư cho Rich DeVos và Jay Vandal. Rich và Jay rất là và Rich và Jay là những người rất là tốt. Bởi vì trước đây tôi chưa từng viết thư cho họ. Và cái bức thư đầu tiên tôi gửi cho họ đó chính là một cái bức thư tiêu cực. Và tôi nói rằng nếu như hai ngày mà không tới Đài Loan nữa thì Đài Loan chắc chắn sẽ sụp đổ cái thị trường này. Rich DeVos, và sau đó là ngài Rich DeVos đã viết một cái bức thư trực, tức là cá nhân ông ấy đã trực tiếp viết một cái bức thư trả lời tôi. Bởi vì bức thư của tôi rất đơn giản. Tôi nói rằng có một nhóm người lợi dụng các kế hoạch trả thưởng của Amway. Manipulate the business. Manipulate just new cheater. Lợi dụng kế hoạch trả thưởng của Amway và sau đó là nói ngược lại. Quản lòng là anh đi. Và họ bắt đầu là coi Amway như một trò đùa. Và ông nhất định phải tới Đài Loan để hỗ trợ chúng tôi. Và Rick DeVos nói rằng tôi đã biết rồi. Và chúng tôi sẽ xử lý. Và rất nhanh. Rick DeVos đã phái đó chính là ngài Jim Payne tới Đài Loan. Jim Payne là đương sự, 就是去年已经退休了, 他是整个亚太地区的这个最高的这个总监. Và thời điểm lúc đó ngài Jim Payne là cái người giám đốc cấp cao nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và năm vừa rồi vừa mới nghỉ hưu. 可是那个时候他是从美国跑到这个台湾来. Và lúc đó ông ấy là bay trực tiếp từ bên Mỹ qua Đài Loan. Và cộng thêm đó chính là giám đốc của công ty Amway Malaysia. Và họ bắt đầu tới và triển khai điều tra. Họ mới phát hiện thì ra vấn đề đã cực kỳ nghiêm trọng. Rất là nhiều người làm Amway một cách bậy bạ. Và thời điểm lúc đó em quay không có quản lý chặt chẽ cái thị trường này. Mà rất nhiều người họ chỉ dựa vào cái việc mua hàng để mà thao túng danh hiệu. Và tôi nhớ rất rõ. Trong đó có một nhà phân phối danh hiệu Pro, tức là ba nhánh tách 21. Chúng ta đều biết là DDD, 最起码你要有一两百个人，对吗？ Và chúng ta đều biết rồi, muốn trở thành Platinum thì hệ thống phải tầm 1-200 người. Và nếu như là danh hiệu thơ, tức là bạn có 3 nhánh 21 thì ít nhất hệ thống của bạn phải tầm 500-600 người. Nhưng mà cái nhà phân phối thơ này nha các chị, cả hệ thống của người này cộng lại chỉ có là 33 người. Và em quay bắt đầu hỏi họ lên danh hiệu bằng cách nào? Sản phẩm bán cho ai? Và họ bắt đầu là tức là phản kháng với em quay. Tôi là một người kinh doanh. Tôi có tiền. Bạn quản tôi có mua hay không? Bạn mặc kệ cái việc tôi bán hàng cho ai? Nhưng mà em quay trả lời xin lỗi. Chúng tôi không làm em quay bằng cách này. Chúng tôi không muốn tiền của bạn. Mà là chúng tôi muốn bạn có thể thành công. Bởi vì những người này sau khi mua sản phẩm, họ không thể nào bán ra được. Và bắt đầu họ sẽ bán cho những đội nhóm khác. Và tôi có rất là nhiều tuyến dưới. Là những người tuyến dưới của tuyến dưới họ là những người mới gia nhập, mới 6%, 9%. Nhưng mà bây giờ cái người nhà phân phối Pearl đó nói với họ rằng đừng theo tuyến trên của bạn nữa, hãy mua sản phẩm từ tôi, tôi sẽ chiết khấu cho bạn 21%. Và bạn thử tưởng tượng nếu bạn là cái người nhà phân phối mới đó, bạn đi theo tuyến trên của mình,
thì chỉ có được 6%. Nếu mày cân tham mày. Còn bây giờ bạn mua với người này. Mình khi là 21. Thì bạn được trích khấu tới 21%. Quay bên thùng hồn tôi đang lại khu. Hàng chi có rất là nhiều tuyến dưới của tôi họ đã phải bật không. Bất khả lĩnh cho an lý mà. Bởi vì một cái thị trường như vậy họ không thể nào phát triển em quay nữa. Mình sẽ đang lại sau tôi loạn mà. Và các bạn có biết thời điểm lúc đó em quay Đài Loan lại loạn như thế nào không? Mình đang chỉ cho tôi loạn mà. Và tôi muốn hỏi các bạn, ngày hôm nay em quay Việt Nam có loạn như vậy hay không? Chúng tôi không vấn đề mà. Có xảy ra nhiều vấn đề như vậy hay không? Mấy nhiều lòng cân đi chà. Không hề. Tôi nhiều vấn đề. Em quay Việt Nam không hề có vấn đề. Tôi không sử dụng trên Mỹ dụ. Ở đây tôi không phải nói là 100% không có. Small problem. Mà đó chỉ là những cái vấn đề nhỏ nhặt. Cân chứ vấn đề bị tha tha hiền. Và nếu như so với lại cái sự kiện bão đa cấp tại Đài Loan thì nó quá xa rồi. Tôi cần chẳng ăn đi công sự chân là sự cung ý ạ. Và em quay thực sự là một công ty khác hoàn toàn. Richard J. Xiang Linh Cha. Và lúc đó Rick và Jay đã ra một cái lệnh đó chính là điều tra. Mấy cái leader lại quên rồi, nhưng mà sản phẩm tôi mua mấy cái gì? Và mỗi một nhà lãnh đạo họ gặp họ có hỏi sản phẩm này mua và bán cho ai? Thì mang mua chi, số quỷ. Nếu như bán không ra được thì tôi chắc chắn phải lấy về. Và thời điểm lúc đó nha, Airway đã thu về số lượng tiền hàng là 500 triệu đại tệ. Và các chị biết lúc đó thì Airway Đài Loan vẫn chưa phải là một công ty lớn. Và cái số lượng hàng này đã thu hồi thì chỉ có việc đó chính là tiêu hủy thôi. Nhưng mà Airway vì phải chỉnh đốn lại thị trường. Họ đã thu hồi tất cả sản phẩm. Cái cái minh chú, họ đồ hộ, toàn bộ đều thu hồi. Và cái sản phẩm từ cái người danh hiệu Pro này toàn bộ đều thu về. Vì họ sử dụng tiền mua. Bởi vì họ đã bỏ tiền ra để mua sản phẩm. Vì minh chú tự chẳng xin chứ ná tiêu. Thì đồng nghĩa việc danh hiệu đó là ảo và chắc chắn phải từ bỏ. Tôi chỉ ná tiêu. Và không những từ bỏ. Hãy ná tiêu là hào tố cái toàn sứ. Trong đó còn từ bỏ thêm rất là nhiều nhà phân phối diamond. Và thời điểm lúc đó hầu như 1/3 danh hiệu diamond đã bị cắt danh hiệu. Bao quát những cái executive diamond. Và trong đó có một EDC. Đang sử tại Thái Lan, duy cao chính là executive diamond. Và thời điểm lúc đó, cái danh hiệu cao nhất đó chính là EDC. Nên cái sự chấn động rất là lớn. Và lúc đó thực sự là một cái giai đoạn phải nói là khủng hoảng và kinh khủng. Thì cái số lượng đi khai là anh đi. Và những người này họ đã từ bỏ em quay. Để làm đa cấp khác. Và bắt đầu đả kích tới em quay. Họ bắt đầu trên những cái cuốn tạp chí. Tôi là EDC của em quay. Mà ngày hôm nay tại sao tôi đã lựa chọn không làm em quay? Vậy các chị nghĩ với những cái bài phát biểu như vậy sẽ có những cái thông tin tích cực không ạ? Và những cái thông tin của họ bị ra đều là giả tạo. Xin lỗi không tổng. Nhưng mà với người mới thì họ không biết. Đi khám chế xin giá trị. Và họ coi những cái cuốn tạp chí doanh nhân này. Chuyên sĩ đã không cho an đi rồi. Tức là diamond cũng không làm em quay. Chính chân chuyên sĩ đã không cho an đi rồi. EDC cũng không thèm làm em quay. Đó là an đi Thái Văn truy top the leader. Và EDC là danh hiệu cao nhất của em quay Đài Loan. Bù sư y cơ lãng cơ. Mà không phải chỉ là một hoặc hai người. Chính phân sư 3/3 y à. Mà là 1/3 số lượng danh hiệu cao. Không cho an đi rồi. Đều từ bỏ và không làm em quay. Thế là cái sổ bao dự tên. Và lúc đó nha trên báo có đăng. Chào chữ xiao phong bảo. À đây là giai đoạn bão đa cấp. Tôi cáo sư này, hồi cái số an đi để nghe chỉ zoom, tiêu ra lại, tiêu ra hơn khởi điện. Vì của mình tiêu ra thay tù. Và lúc đó, doanh số của em quay bên Đài Loan có thể nói là tụt dốc một cách kinh khủng và triệt để thê thảm luôn. Nó so với Việt Nam là tệ rất nhiều. Chứ cái số khảo nghiệm là sự sử dụng. Và lúc này, ai là những người sẽ bị thử thách đây? Đó là một đạo lý rất đơn giản. Và lúc đó nhiều lãnh đạo của tôi tới để mà thỉnh giáo tôi. Phải làm sao đây? Trung tâm của chúng ta đã phải đóng cửa từng căn rồi tới từng căn. Và ngày hôm nay em quay ở tại Việt Nam có đầu tư học viện. Còn hồi xưa ở tại Đài Loan chúng tôi là phải tự thuê trung tâm.
Vậy các chị tưởng tượng nếu như đã thuê hội trường mà lại không có người hội họp, thì chỉ có một việc đó chính là đóng cửa. Và chúng tôi đã đóng cửa từng căn một, từng căn một. Và lúc đó rất ít người tới để hội họp. Kể cả những cái buổi chia sẻ của tôi cũng chỉ có 20 mấy người mà thôi. Vậy các chị suy nghĩ em quay còn làm được hay không? Nhưng mà tất cả những cái thông tin này đều không bao giờ ảnh hưởng tới chúng tôi. Bởi vì tôi được xác định rõ em quay không có điểm nào không tốt cả. Sản phẩm em quay có tốt không ạ? Và chế độ trả thưởng của em quay có tốt không ạ? Và khi bạn đạt được thành tích, em quay có khi nào không chuyển hoa hồng cho bạn hay không? Và bạn đi đâu để tìm tới một cái chế độ trả thưởng như vậy? Bạn đi đâu để tìm ra một công ty như vậy? Cho nên chúng ta nhất định phải dùng đó chính là trí tuệ của mình để phán đoán sự việc. Và cái thời điểm bão đa cấp này nha, rất là nhiều công ty đa cấp khác họ bắt đầu nổi dậy. Một Đài Loan nhỏ thôi cũng đã có vài trăm cái công ty đa cấp. Và trong đó có một công ty là rất siêu nữa. Công ty Mỹ. Tên là News King. Việt Nam chúng ta có công ty này không ạ? Và thời điểm lúc đó nhà công ty này có thể nói là hoành hành ở tại Đài Loan. Và có một năm. Và họ tuyên bố. Chúng ta đã vượt qua Amway. Và lúc đó nhà phân phối Amway nhận được tin đã giật mình. Nhưng đối với tôi thì không hề bị ảnh hưởng. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi tại đây không còn sợ tới một cái công ty New Skin gì đó nữa rồi, đúng không nào? Amway is still number one. Bởi vì Amway vẫn là số 1 ở tại Việt Nam. Và tôi cho rằng đôi lúc chúng ta cần thiết phải phân tích. Bạn tin vào điều gì? Bạn tin vào điều gì? Và cái điều quan trọng nhất đó chính là sự cam kết. Sự cam kết của em quay đối với chúng ta, họ đã hoàn thành được hay chưa? Là sự chính trực. Integrity, honesty and trust. 诚实, 正直, 信赖. À, thành thật, chính trực và tin tưởng. Và đó mới là giá trị. 你相信这些价值，你就不会对安利的信心有所动摇. Và khi bạn tin tưởng vào những giá trị này thì bạn sẽ không bao giờ bị rung lên. 所以生意会上上下下，会遇到一些状况. Và đôi lúc kinh doanh của chúng ta bị lên xuống bất thường. 所以当你真正相信的时候, nhưng khi mà bạn thực sự tin tưởng thì bạn mới có thể không ngừng phát triển trong cái sự nghiệp này. Và ngày hôm nay những EDC đó cũng đã không biết bỏ đi đâu. Và công ty mà họ đã tham gia cũng không biết đang ở đâu nữa rồi. 真的，当时这么多的钻石离开来去做其他直销，今天这些直销公司也不知道跑到哪里去了。 Thời điểm lúc đó 1/3 diamond đã đi làm đa cấp khác, và ngày hôm nay những đa cấp mà họ lựa chọn cũng đã bị biến mất. Và Hồng Kông cũng vậy. 香港当时一个天王巨星最有名、最成功的一个 executive diamond. Và thời điểm lúc đó ở tại Hồng Kông có thể nói là một ngôi sao sáng lấp lánh, tức là họ là EDC và y chang như một ngôi sao vậy. Trẻ đẹp lại biết chia sẻ. Và khi người đó từ bỏ Amway, làm đa cấp khác, nó y chang như là một cái mìn nổ vậy. Các anh chị biết người đó đã dẫn bao nhiêu người tuyến dưới rời khỏi không ạ? Nhưng mà chỉ trong vòng 2 năm người đó lại chuyển qua một công ty thứ hai. Và từ đó lại công ty thứ ba. Và tiếp tục công ty thứ tư. Và
Và ngày hôm nay tôi không còn nghe được cái tên của người này nữa. 可是他的下线, Anitan, 现在做到皇冠大使. Nhưng mà ngày hôm nay tuyến dưới của người đó đó chính là cô Anitan thì là Crown Ambassador ở tại Hồng Kông. Xin cô ấy. Việt Nam. Việt Nam 这个市场. Nên là ở tại Việt Nam. 经过10年之后. Thị trường Việt Nam sau khi trải qua 10 năm. 快速成长. Đã, tức là một cái giai đoạn mà tăng trưởng nhanh. 的确产生了一些泡沫. Thì họ đã sản sinh ra những cái bong bóng giả. 也的确有些人离开了阿里跑去做其他. Và cũng đã có một số người họ từ bỏ em quay và đi làm đa cấp khác. 可是我们的根基很强. Nhưng mà gốc rễ của chúng ta rất vững chắc. 你看阿里不是邀请我来的时候. Và các chị thấy không, khi em quay mời tôi tới đây. 还在担心说, 哎, 刚刚过年, Chinese New Year. Và họ còn đang lo lắng vừa mới qua Tết Nguyên Đán. Và cái vé họ lo sợ rằng không biết nhà phân phối có khi nào bởi vì Tết và sau đó là không có, tức là sử dụng hết những cái số lượng vé hay không. Nhưng mà tất cả các vé đều đã phát hành hết. Và tối ngày mai không còn vé nữa. Và em quay nói với tôi rằng 昨天, 的会议, 还有今天的会议, 很多人问安利公司, 可以不可以增加位置? Và chương trình tối hôm qua cũng như chương trình hôm nay á, thì bên nhà phân phối họ đi tìm tới em quay là hỏi rằng có thể là thêm ghế vào trong cái hội trường hay không? Nhưng mà bởi vì không còn ghế nữa. Và em quay vẫn đang rất lo lắng. Hồi xưa là lo số lượng vé không phát hành hết. Còn bây giờ thì đang lo nếu như người quá nhiều phải giải quyết sao. Nên ngày mai em quay sẽ gắn một cái màn hình LED ở bên ngoài sân vận động. Yeah. 如果没票的人可以在帐篷里面看转播. Và nếu như những người nào không có vé hoặc không vào được hội trường thì chúng ta có thể ngồi bên ngoài để mà coi màn hình LED. 所以你是知道说越南的那个气势很强. Và các bạn có thấy được khí thế của thị trường Việt Nam của chúng ta đã vực dậy đúng không nào? Okay, yeah. Dù ở tại Malai, Đài Loan hay là Hồng Kông, tức là bởi vì những cái vấn đề này và dân số của chúng ta đã bị ảnh hưởng và tụt dốc. Nhưng mà cái dân số ngày hôm nay của chúng ta đã vượt qua hẳn luôn cái dân số mà thời kỳ đỉnh điểm nhất. Và đã vượt qua rất là nhiều lần. Và 10 năm qua, em quay Việt Nam cũng đã từng lên tới đỉnh điểm. Và 3 năm gần nhất lại bắt đầu bị tụt dốc. Nhưng mà năm nay bắt đầu lại phát triển lại. Hãy tin vào tôi. Rất nhanh chúng ta sẽ khôi phục khí thế. Rất nhanh thôi, chúng ta nhất định sẽ vượt qua thời kỳ EY Việt Nam đỉnh điểm nhất. Và nó không phải chỉ là gấp một lần, không những là hai lần, không những ba lần, mà là sẽ vượt qua rất rất nhiều lần. Và bạn có thể hình dung được tương lai của các bạn tại đây. Nếu như bây giờ bạn bắt đầu tin tưởng và bắt đầu hành động, 你可以做多大, 你知道吗? Bạn có thể phát triển lớn như thế nào bạn biết không ạ? À? 招下你这种人才, và nhân tài như chị Châu ở tại đây. Tôi biết rằng sau khi lên đây mình chị Châu có một thu nhập cực tốt. Và ngày nay ở Việt Nam có rất là nhiều người lên đây mình. Và chỉ là một cái thành tích nhỏ nhoi thôi. 有了保障. Bởi vì họ thấy được đã có sự đảm bảo thì đã bị mất đi động lực. Đó là sự thật. Chỉ kiếm được số tiền ít ỏi thôi mà đã mãn nguyện rồi. Phải biết rằng vẫn chưa bắt đầu nên chị Trang.
Đó là sự thật. Cái thị trường này rất lớn. Bởi vì thị trường Việt Nam đang rất lớn. Tôi nghĩ nếu như tôi là các bạn và tôi đang ở độ tuổi của các bạn, chắc chắn mỗi một ngày tôi đều sẽ làm em quay. Và tất cả các bạn ở đây đều có thể lên diamond. Có niềm tin không ạ? Và tối ngày hôm nay chương trình này chính là đào tạo các bạn làm thế nào lên diamond. Tất cả mọi thông tin tôi đưa ra chính là mong rằng các bạn sẽ có niềm tin. Khi không niềm tin thì chúng ta không làm được bất kỳ điều gì hết. 真的, 如果你还怀疑, 就不要做安利了. Và nếu như bạn vẫn đang nghi ngờ thì đừng làm em quay nữa. 不要浪费你的生命. Đừng tổn phí cái thời gian cũng như sinh mệnh của mình. 要做就不要怀疑. Còn một khi đã làm thì đừng bao giờ nghi ngờ. 要怀疑就不要做. Còn nghi ngờ thì đừng bao giờ làm. Bởi vậy nếu như bạn cứ nghi ngờ thì bạn không thể nào thành công được. 不管你多厉害, dù bạn là một người tài giỏi như thế nào, 我可以给你保证, nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo với bạn, 如果你没有信心, nếu bạn không có niềm tin, 你一定做不起来的, thì chắc chắn bạn sẽ không làm được. 不要浪费你的生命, đừng bao giờ lãng phí sinh mệnh của mình. 放弃安利, và từ bỏ em quay. 离开安利, hãy từ bỏ em quay và rời khỏi em quay. 我们不会少一个. Chúng tôi không cần có thêm một người như bạn. 真的, 安利不会少你一个. Em quay không bao giờ bởi vì thiếu bạn. 你是我早期加入安利的时候, các bạn có biết không, ngay từ những giai đoạn đầu tôi tham gia em quay, 我做到21趴. Tôi lên 21. 我听了一点 Jeff and Ender 的录音. Và tôi nghe một cái thâu âm của ngài Jeff and Ender. 大部分的人喜欢 Rich DeVos 的录音. Nhiều người thì họ chỉ thích nghe băng đĩa của ngài Rich DeVos. 我很喜欢 Rich DeVos 的录音. Tôi cũng rất thích băng đĩa của Rich DeVos. 他的演讲. Và chia sẻ của ông ấy. 可是我也一样的喜欢 Jeff and Ender 的演讲. Nhưng tôi đồng thời cũng thích về chia sẻ của ngài Jeff and Ender. 你看 Jeff and Ender 是给人家的感觉是无比的信心. Và ngài Jeff and Ender luôn cho người ta một cái cảm giác đó chính là tràn đầy niềm tin. 信心. Đó là niềm tin. Niềm tin đến với em quay. 那很可惜，因为要翻译成越南文，所以你们可能感受不到。 Nhưng mà rất tiếc đôi lúc thông qua phiên dịch thì bạn không còn cảm nhận được cái giọng điệu khiến bạn tự tin nữa. 因为我听的是英文。 Còn tôi ở đây là nghe cái bài nguyên văn tiếng Anh. 那一节CD有一段话非常震撼。 Và trong cái đoạn ghi âm đó có một đoạn cực kỳ chấn động. 他对一群安利的领导人演讲。 Người ngài Jeff and Ender đã chia sẻ trước một số lượng đông nhà lãnh đạo. Nói安利很好. Và nói rằng em quay rất tốt. 安利会成长. Và em quay sẽ phát triển. 安利会继续的成长. Và em quay sẽ tiếp tục phát triển. 有你没有你，安利都会成长. Dù có bạn hay không, em quay vẫn tiếp tục phát triển. 他用英文讲, em quay will continue to grow. With or without you. Và ông ấy đã dùng cái câu tiếng Anh như vậy để nhấn mạnh về cái từ quan trọng này. Đó chính là có bạn hay không, em quay vẫn phát triển. Và tôi cảm nhận rằng câu nói đó y chang như nói cho tôi nghe vậy. Dù tôi có làm em quay hay không thì em quay vẫn tiếp tục phát triển. Và lúc đó tôi thực sự cảm thấy chấn động bởi vì câu nói này. Và sau đó câu kế tiếp. Grow with Amway. Hãy cùng với Amway và phát triển. Hãy cùng phát triển với Amway. So, 我选择跟安利一起成长. Và tôi đã lựa chọn đó chính là cùng Amway phát triển. Và lúc đó tôi chỉ là 21%. 今天我已经是四个市场的Founder Council Member. Và ngày hôm nay tôi đã là FC của 4 thị trường. 而且我带出40位的Founder Council Member. Và dưới tôi có 40 mã số đạt được FC. 全世界不过100多位的Founder Council Member. Toàn thế giới chỉ có 100 mấy người FC mà thôi. 那是因为当时我真的选择相信他们这件事。 Đó là bởi vì giây phút đó tôi đã lựa chọn tin tưởng em quay. 我也相信未来我们在这里一定会有人做到founder council member。Và tôi cũng tin rằng trong tương lai
hội trường này chắc chắn sẽ có FC. 一定会. Chắc chắn sẽ có. 我今天用这么强烈的这个话语来跟你们分析. Ngày hôm nay tôi đã dành ra nhiều thời gian cũng như những cái từ ngữ cho bạn hiểu rõ và phân tích cho bạn biết. 因为我觉得 this is the time. Bởi vì tôi thấy được một điều, đây chính là cái thời cơ tốt nhất. 现在是最佳的时刻. Giây phút này chính là giây phút tốt nhất. 下一个十年. Và 10 năm lần thứ hai. 安利会不得了. Em quay chắc chắn sẽ bùng nổ. 你们都在录音. Và các bạn ở đây đều đang ghi âm đúng không nào? 我希望十年之后你放给我听你今天录的. Và tôi mong rằng 10 năm sau bạn sẽ phát lại cái đoạn ghi âm mà ngày hôm nay bạn đã ghi cho tôi nghe. 我会很好奇. Và lúc đó tôi chắc chắn sẽ rất hiếu kỳ. 我也很相信. Và tôi cũng cực kỳ tin tưởng. 10年之后. 10 năm sau. 真的业呢会不得了. Thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ bùng nổ. 一定会有很多新的diamond. Và chắc chắn sẽ có nhiều diamond mới xuất hiện. Và tất cả các bạn đây nhiều người cũng sẽ là diamond. Chuẩn bị hả mình? Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Bye.